Phúc lắng động lời Chúa. Thứ hai tuần 18 thường niên, Matthew chương 14 câu 13 tới câu 21. Lời Chúa: họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Matthew chương 14 câu 16. Câu chuyện minh quà. Câu chuyện kể về một người ăn xin. Ngày nọ đã ban xin một nhà triết học bố thí. Nhà triết học từ chối và đi tiếp con đường của mình. Nhưng người ăn xin vẫn tiếp tục đuổi theo, miệng không ngớt xin tiền. Người ăn xin đã theo nhà triết học đến tận đầu phố. Cuối cùng nhà triết học tuyệt vọng dừng lại và nói: được rồi, ta sẽ cho nhà ngươi tiền, nhưng với điều kiện, trong hai con mắt của ta có một con mắt thủy tinh. Ngươi hãy nói nó là con mắt nào và ngươi sẽ có tất cả những gì ta có. Người ăn xin nhìn ông chăm chú, cuối cùng nghiêm giọng nói: thưa thầy, con mắt phải là thủy tinh ạ. Nhà triết học kinh ngạc kêu lên: hãy nói làm sao nhà ngươi biết? Con mắt đó do một người thợ giỏi nhất thế gian này làm ra, không thể nào phân biệt được mắt phải của ta là mắt thủy tinh. Người ăn xin chậm rãi đáp: thưa thầy, vì mắt phải của thầy ánh lên lòng thương xót. Suy niệm: Sư Chúa Giêsu đã quan tâm đến nỗi khổ của dân chúng về vật chất lẫn tinh thần. Hôm nay giáo hội cũng phải đặc biệt quan tâm đến mọi người, nhất là những người nghèo khổ. Là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta hãy noi gương Ngài, biết san sẻ, cảm thông và liên đới với những người nghèo khổ. Chúng ta hãy xây dựng nước Thiên Chúa ở trần gian bằng chính tá đời sống yêu thương. Người Kitô hữu hướng về nước trời, nhưng không thờ ơ với những thực tại trần gian. Ngược lại, họ phải góp phần xây dựng cuộc sống trần gian, vì nước Thiên Chúa bắt đầu ở ngay trần gian. Người Kitô hữu là muối ướp cho đời và ánh sáng cho trần gian. Vì thế họ phải góp phần đem lại cơm no, áo ấm và hạnh phúc cho mọi người. Ngoài cơm bánh là của ăn vật chất nuôi sống con người, Chúa Giêsu còn ban cho con người lương thực thiên hàng vô giá. Đó là lời Ngài, máu thịt Ngài trong bí tích thánh thể. Qua đó, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đến dự tiệc thiêng liêng của Ngài trong thánh lễ, để nhận lãnh của ăn đem lại sức sống đời đời.